tài sản nhanh nhất. Tổng tài sản là mẫu số của sự giàu có. Tổng tài sản là những tài sản của mình, có thể ví dụ như tiền, vàng, cổ phiếu, bất động sản, nhà cửa, xe cộ, công ty hoặc doanh nghiệp. Nếu tạo ra tiền cho mình thì gọi là tài sản. Tập trung vào tổng tài sản có nghĩa là tập trung vào gia tăng toàn bộ tài sản của mình có. Tất cả tổng tài sản hiện tại của anh chị là bao nhiêu? Ví dụ tài sản giá trị về nhà cửa, xe cộ, đất đai, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, có thể là số dư trong tài khoản, có thể là bất động sản anh chị sẽ quy đổi ra, trừ đi số nợ của mình đang có thì gọi là tổng tài sản. Phép tính rất là đơn giản, có một điều rất là tuyệt vời, đó là người giàu họ sẽ tập trung vào số dư tổng tài sản. Có một quy luật, đó là quy luật tập trung cái gì thì cái đó sẽ mở rộng. Nếu như chúng ta tập trung vào tổng tài sản thì cái gì sẽ gia tăng ạ? Tổng tài sản của anh chị sẽ gia tăng và thu nhập của anh chị sẽ gia tăng rất là nhiều lần. Vậy anh chị có đang tập trung vào số dư tổng tài sản chưa?